Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua ngày 5 tháng 6, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã làm việc với huyện Yên Định về tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 25 và kết quả triển khai các nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí Lại Thế Nguyên, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Lê Thị Thìn, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ngành cấp tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác đã đến thăm kiểm tra việc bảo tồn và phát huy giá trị một số di tích lịch sử văn hóa cách mạng, các dự án đầu tư trên địa bàn huyện Yên Định, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 25, nhiệm kỳ 2015-2020. Các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Yên Định đã tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo, động viên tinh thần đoàn kết, sự nỗ lực của các tầng lớp nhân dân để thực hiện toàn diện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Từ năm 2015 đến năm 2018, huyện Yên Định luôn duy trì tốc độ tăng trưởng khá, đạt 17,24%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, kết cấu hạ tầng được tập trung đầu tư, diện mạo đô thị nông thôn có nhiều khởi sắc, chất lượng các hoạt động văn hóa xã hội, đời sống vật chất và mức thưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao. Đến nay, huyện Yên Định đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 23 trong số 27 chỉ tiêu kinh tế xã hội, trong đó có 5 chỉ tiêu đã hoàn thành là sản lượng lương thực, tỷ lệ thôn xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn quốc gia về y tế, tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự, sáp nhập thôn. Tuy nhiên, huyện cũng có 4 chỉ tiêu khó hoàn thành nếu không thực hiện quyết liệt. Từ năm 2016 đến nay, Yên Định là một trong những huyện đi đầu về thực hiện công tác luân chuyển, điều động cán bộ, sáp nhập, tinh gọn các cơ quan đơn vị, khu phố theo tinh thần các nghị quyết Trung ương 4, Trung ương 6, Trung ương 7 khóa 12 về xây dựng chỉnh đốn Đảng, đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ. Đến nay, 76% các phòng ban của huyện đã được sắp xếp lại. 22 trong số 29 xã đã thực hiện luân chuyển cán bộ, thực hiện sáp nhập giảm hơn 70 thôn, khu phố vượt kế hoạch tỉnh giao. Tại buổi làm việc, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các ngành cấp tỉnh đã làm rõ thêm những thành tựu và thế mạnh của Yên Định, nơi khởi đầu của nhiều phong trào thi đua phát triển sản xuất của tỉnh. Đó là thế mạnh về tài nguyên khoáng sản và rất nhiều di tích lịch sử văn hóa cách mạng, là một trong những huyện có tốc độ phát triển nhanh của tỉnh, đặc biệt là phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Nhiều ý kiến gợi mở để Yên Định có thể định hướng phát triển trong thời gian tới, như Yên Định nên quan tâm xây dựng các quy hoạch, kế hoạch phát triển đô thị, dịch vụ, sử dụng đất, kêu gọi các dự án đầu tư các khu dân cư tập trung có hạ tầng đồng bộ, phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, tiếp tục siết chặt công tác quản lý khai thác khoáng sản, khuyến khích đầu tư sản xuất vật liệu xây dựng nhân tạo để tận dụng phế thải từ quá trình khai thác chế biến đá ốp lát, thực hiện thật nhanh việc chuyển đổi mô hình quản lý kinh doanh khai thác chợ, chú trọng thực hiện tốt kế hoạch về giải phóng mặt bằng để triển khai nhanh các dự án trên địa bàn huyện, tích cực thực hiện nghị quyết số 13 về tích tụ tập trung đất đai và phát triển nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn gắn với xây dựng thương hiệu nông sản hướng đến xuất khẩu, đẩy mạnh việc nhân rộng và khuyến khích các mô hình sản xuất mới hiệu quả, quan tâm đến vấn đề thu gom, xử lý chất thải trong nông nghiệp làm phân bón để hạn chế ô nhiễm môi trường, đầu tư cơ sở vật chất cho hệ thống y tế cơ sở, củng cố và nâng cao chất lượng nông thôn mới, quan tâm chỉ đạo việc duy tu, bảo dưỡng, phát huy giá trị các công trình, di tích văn hóa lịch sử cách mạng, hết sức quan tâm xây dựng phương án sắp xếp cán bộ đối với các xã sẽ sáp nhập trong năm 2019, chuẩn bị phương án nhân sự, chú ý tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ cho Đại hội Đảng bộ xã thời gian tới. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đánh giá cao nỗ lực và những thành tích kết quả mà huyện Yên Định đã đạt được trong thực hiện các mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 25, phân tích những tiềm năng thế mạnh mà huyện cần phát huy, những hạn chế cần khắc phục để có thể tăng tốc phát triển nhanh hơn trong thời gian tới. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, Yên Định là huyện có truyền thống lịch sử văn hóa lâu đời, song trùng với sự phát triển của đất nước. Từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, Yên Định luôn là địa bàn quan trọng trong hoạt động của các chiến sĩ cách mạng tiền bối. Trải qua 80 năm thành lập và phát triển, Đảng bộ huyện Yên Định đã lãnh đạo chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân đạt nhiều chiến công thành tựu trong kháng chiến và kiến quốc. Trong phát triển kinh tế và thực hiện công cuộc đổi mới, huyện Yên Định luôn đi đầu cả tỉnh trong phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả như sản xuất lúa lai, chăn nuôi quy mô lớn, xây dựng nông thôn mới, phát triển tiểu thủ công nghiệp, được nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng và nhà nước về thăm, tuyên dương, một số mô hình được lấy làm mô hình điểm để nhân rộng trên toàn quốc. Nhiều thế hệ cán bộ đảng viên của huyện Yên Định luôn đoàn kết sáng tạo, chăn trở, chú trọng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, vận động các tầng lớp nhân dân thi đua phát triển sản xuất, xây dựng đời sống mới. Đó chính là sức mạnh nội lực, là những động lực tinh thần mạnh mẽ giúp cho Yên Định, một huyện thuần nông có sự bứt phá đi lên trong suốt những năm qua. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, trong bối cảnh kinh tế xã hội phát triển ngày càng nhanh, hầu hết các địa phương đều đặt ra những mục tiêu phát triển mạnh mẽ. Yêu cầu đặt ra đối với huyện Yên Định là làm thế nào để phát huy những thành quả mà các thế hệ cán bộ và nhân dân trong huyện đã đạt được và vun đắp,
biến những thành quả đó thành sức mạnh nội lực, thúc đẩy huyện có sự phát triển bứt phá mạnh hơn. Muốn vậy, các đồng chí trong thường trực, thường vụ huyện ủy và toàn thể cán bộ đảng viên phải xác định không chủ quan thỏa mãn với kết quả đã đạt được, linh hoạt sáng tạo và không ngừng nỗ lực để tiếp tục giữ vị trí huyện dẫn đầu trong các phong trào thi đua của tỉnh Thanh Hóa, tập trung cao để xây dựng các tổ chức cơ sở đảng, các cơ quan đơn vị kiểu mẫu với số lượng dẫn đầu toàn tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ huyện ủy Yên Định tập trung trí tuệ tập thể, tham khảo ý kiến các chuyên gia để xây dựng chiến lược phát triển tổng thể của huyện đến năm 2030, trong đó tập trung làm rõ định hướng và các giải pháp phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, có thương hiệu, phát triển công nghiệp chế biến và phát triển doanh nghiệp trong nông nghiệp, định hướng phát triển công nghiệp tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ gắn chặt với phát triển đô thị và hệ thống giao thông. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Yên Định chỉ đạo các phòng ban kiểm tra việc cắm mốc lộ giới và chấp hành mốc lộ giới, tạo điều kiện phát triển hệ thống giao thông đáp ứng nhu cầu phát triển nhanh hiện nay. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, thời gian qua, việc phát triển văn hóa xã hội, giáo dục, đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân có nhiều tiến bộ, nhưng Yên Định cần kiểm tra, rà soát và có chương trình kế hoạch tổng thể về đầu tư, kêu gọi đầu tư để trùng tu, tôn tạo, bảo vệ và phát huy giá trị các công trình văn hóa, các di tích lịch sử cách mạng gắn với phát triển du lịch. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị huyện Yên Định đẩy mạnh công tác đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, chú trọng quy hoạch, đào tạo xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, có trách nhiệm và nhiệt huyết trong thực hiện mục tiêu nhiệm vụ chung. Đồng chí nhấn mạnh, mỗi cán bộ, mỗi phòng ban, đơn vị thuộc huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện phải bám sát chức năng nhiệm vụ, linh hoạt, phối hợp nhịp nhàng ăn khớp, tạo động lực để huyện Yên Định thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 25, nhiệm kỳ 2015-2020 và thời gian tiếp theo. Cũng trong ngày hôm qua, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Đức Quyền đã chủ trì hội nghị nghe báo cáo thảo luận kế hoạch tổ chức hội nghị kết nối cung cầu các sản phẩm nông lâm thủy sản, thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa năm 2019. Sau khi nghe ý kiến thảo luận của các sở ngành và các địa phương, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Đức Quyền thống nhất tổ chức hội nghị kết nối cung cầu các sản phẩm nông lâm thủy sản, thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa năm 2019 vào cuối tháng 6 đầu tháng 7 năm 2019 tại Trung tâm Truyền hình Triển lãm Hội chợ Quảng cáo tỉnh Thanh Hóa nhằm đánh giá kết quả kết nối cung cầu các sản phẩm nông lâm thủy sản, thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa trong 2 năm 2018-2019, nhiệm vụ và giải pháp năm 2020, tạo cơ hội và điều kiện cho các tổ chức doanh nghiệp hộ sản xuất tìm hiểu, trao đổi, ký kết hợp đồng cung ứng, tiêu thụ các sản phẩm nông lâm thủy sản, thực phẩm an toàn được sản xuất, chế biến trên địa bàn tỉnh. Trong khuôn khổ hội nghị, Thanh Hóa sẽ tổ chức hoạt động trưng bày các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của từng địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã trong và ngoài tỉnh với quy mô hơn 100 gian hàng. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, đây là cơ hội để các địa phương, doanh nghiệp quảng bá, giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, thế mạnh của mình. Do vậy, các địa phương phải tham gia nghiêm túc và có hiệu quả, khuyến khích các doanh nghiệp, các hợp tác xã tham gia xây dựng các gian hàng để quảng bá sản phẩm. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp chặt chẽ với Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn chuẩn bị các điều kiện để tổ chức lễ hội dưa Thanh Hóa vào năm 2020. Ngày 5 tháng 6, Hội đồng Nhân dân huyện Hoàng Hóa khóa 20, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 9, kỳ họp bất thường về công tác cán bộ và thông qua nghị quyết về chủ trương sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện. Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân huyện Hoàng Hóa đã miễn nhiệm và bầu bổ sung các chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Hoàng Hóa, nhiệm kỳ 2016-2021. Ông Lê Văn Phúc, huyện ủy viên, trưởng phòng giáo dục và đào tạo được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hoàng Hóa. Tại kỳ họp, 100% đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện đã biểu quyết thông qua nghị quyết về chủ trương sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện. Theo phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, toàn huyện có 11 xã, thị trấn thuộc diện sáp nhập, sau sáp nhập có 5 xã, thị trấn được thành lập mới, toàn huyện sẽ còn 37 xã, thị trấn, giảm 6 xã, thị trấn so với hiện nay. Ngày 5 tháng 6, Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng năm 2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới và bàn một số nội dung chuẩn bị cho Đại hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa lần thứ 4. Trong 6 tháng đầu năm 2019, Hội Luật gia từ cấp tỉnh đến cấp huyện, thị, thành phố đã tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho gần 300 vụ việc, tham gia tư vấn giải quyết khiếu nại 218 vụ việc, hòa giải thành các mâu thuẫn, tranh chấp 793 vụ việc.
Từ đầu năm đến nay, Hội Luật gia đã tổ chức và tham gia tổ chức gần 200 hội nghị tuyên truyền phổ biến các luật mới, ban hành cho 32.500 lượt người, tham gia đóng góp ý kiến vào 82 dự thảo văn bản pháp luật của Trung ương và văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh, phản biện dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh về quy định chế độ khen thưởng đối với tập thể cá nhân có thành tích cao trong các cuộc thi quốc gia, khu vực và thế giới thuộc các lĩnh vực giáo dục đào tạo, thể dục thể thao, khoa học công nghệ, văn hóa nghệ thuật. Tại hội nghị, Ban chấp hành Hội Luật gia đã báo cáo danh sách giới thiệu nhân sự và một số nội dung chuẩn bị cho Đại hội Luật gia tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024. Mới đây, tại khu văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, thành phố Thanh Hóa, tỉnh đoàn phối hợp với Sư đoàn 341, Quân khu 4 tổ chức lễ xuất quân chương trình học kỳ quân đội năm 2019. Đợt 1 của chương trình học kỳ quân đội năm 2019 thu hút sự tham gia của 200 chiến sĩ nhí. Đây sẽ là khoảng thời gian quý báu mang lại những trải nghiệm thú vị cho các em về giá trị tình cảm gia đình, kỹ năng sống và hoàn thiện bản thân mình. Với 10 ngày học tập rèn luyện trong môi trường quân ngũ, các em sẽ được trang bị những bài học về tính kỷ luật, ý thức tự giác, tính tự lập, tính trung thực, sự dũng cảm, sáng tạo, sự chia sẻ và ý chí vươn lên trong cuộc sống thông qua những bài học thể dục buổi sáng, các trò chơi vận động, tăng gia sản xuất, các diễn đàn xây dựng ý thức và nhân cách, các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Được biết, chương trình học kỳ quân đội năm 2019 là năm thứ 7 được Ban Thường vụ tỉnh đoàn tổ chức. Chương trình đã khẳng định được tính đúng đắn, mới mẻ, tạo được niềm tin của các bậc phụ huynh và sự ủng hộ của các cấp, các ngành và toàn xã hội. Nội dung lớp học ngày càng phong phú đa dạng, gắn với công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho thế hệ trẻ, đặc biệt là giáo dục kiến thức quốc phòng trong tình hình mới, bồi dưỡng thể chất, kỹ năng xã hội và ý thức tổ chức kỷ luật, giúp các em tự tin, vững vàng hơn trong cuộc sống. Ngày 5 tháng 6, Hội Người Cao Tuổi huyện Thạch Thành tổ chức hội nghị kỷ niệm Ngày Truyền thống Người Cao Tuổi Việt Nam 6 tháng 6 năm 1941, 6 tháng 6 năm 2019, biểu dương người cao tuổi tiêu biểu tham gia xây dựng chính quyền giai đoạn 2014-2019 và sơ kết giữa nhiệm kỳ. Trong những năm qua, Hội Người Cao Tuổi các cấp huyện Thạch Thành luôn phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, thực hiện công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, tham gia thực hiện các chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tham gia các chương trình kinh tế xã hội. Phần đông người cao tuổi được phân công hoàn thành tốt nhiệm vụ, được cấp ủy chính quyền các cấp biểu dương khen thưởng. Nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Người Cao Tuổi các cấp, công tác hội và phong trào hội người cao tuổi ở Thạch Thành tiếp tục đạt được nhiều kết quả trong việc thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm và 3 chương trình công tác lớn, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trên các lĩnh vực hoạt động. Đến nay, toàn huyện có gần 16.500 người cao tuổi, chiếm gần 12% dân số. Các cấp hội đã thành lập được 182 câu lạc bộ văn hóa thể thao, 12 câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau. Các hoạt động hỗ trợ vốn, chăm sóc, thăm hỏi, tặng quà, khám sức khỏe cho hội viên được thực hiện thường xuyên và đạt nhiều kết quả thiết thực. Ngày 6 tháng 6 năm 1941, hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hàng chục vạn người cao tuổi đã đem hết trí tuệ, tài năng và cả xương máu của mình tham gia cuộc đấu tranh giành độc lập tự do của Tổ quốc. Với ý nghĩa to lớn đó, năm 2006, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định lấy ngày 6 tháng 6 hàng năm là ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam. Trong những năm qua, các cấp hội người cao tuổi toàn tỉnh đã nỗ lực chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi trong cộng đồng. Đều đặn vào thứ Bảy hàng tuần, các hội viên người cao tuổi thành phố Thanh Hóa lại tổ chức quét dọn vệ sinh đường phố, ngõ xóm và nhà văn hóa ở khu dân cư. Đối với người cao tuổi, đây là hoạt động phù hợp với sức khỏe, nhưng quan trọng hơn là để làm gương cho con cháu nhằm nâng cao ý thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường. Từ khi mà có cái chỉ thị 08 của thành ủy đấy, thì trước hết là người cao tuổi là có một cái nhận thức. Nhận thức đó là gì đây? Nó vừa sạch đẹp, nó vừa mang lấy cái sức khỏe cho gia đình và bản thân của cái người cao tuổi. Vì vậy cho nên là người cao tuổi là gương mẫu, đồng thời là giáo dục cho con cháu làm theo và nó tạo lên một cái nền nếp trong xã hội. Trên toàn tỉnh hiện có 268.000 người cao tuổi đang trực tiếp lao động sản xuất kinh doanh, trong đó hơn 10.600 người cao tuổi làm kinh tế giỏi, 7.500 người cao tuổi là chủ trang trại, gia trại, cơ sở sản xuất kinh doanh. Toàn tỉnh đã thành lập được hơn 700 câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau, thu hút gần 36.000 thành viên tham gia. Các câu lạc bộ đang quản lý hơn 68 tỷ đồng tiền quỹ cho gần 13.000 thành viên vay vốn để phát triển các mô hình sản xuất phù hợp, giúp hơn 1.000 hộ giảm nghèo, hơn chục nghìn hộ được cải thiện chất lượng cuộc sống. Người cao tuổi như thế là cũng có nhiều những cái gương sáng là giúp đỡ nhau trong sản xuất, trong kinh doanh.
Thí dụ như là giúp về vốn, về kinh nghiệm cây trồng, về kinh nghiệm chăn nuôi, đó để góp phần cho các cái bạn hữu trong làng, kể cả ngoài làng, để làm thế nào cùng phát triển chăn nuôi cho nó tốt. Cùng với việc phát huy vai trò người cao tuổi, hoạt động chăm sóc người cao tuổi được các cấp, các ngành, đoàn thể và toàn xã hội quan tâm. Toàn tỉnh đã thành lập được hơn 3.800 câu lạc bộ người cao tuổi tham gia phong trào thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ. Các hoạt động chúc thọ, mừng thọ, thăm hỏi, tặng quà, khám, tư vấn sức khỏe được diễn ra thường xuyên và đem lại hiệu quả thiết thực. Hội người cao tuổi sẽ tập trung vào cái việc đẩy mạnh cái chăm sóc đối với người cao tuổi, nhất là trên lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, rồi thúc đẩy các loại hình câu lạc bộ liên hệ tự giúp nhau. Bên cạnh đó thì tiếp tục phát huy cái vai trò của người cao tuổi, nhất là cái phong trào tuổi trẻ cao gương sáng, xây dựng cái hệ thống chính trị tại cơ sở, cũng như là phát huy để động viên con cháu để mà thúc đẩy mạnh mẽ các cái hoạt động thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói, người cao tuổi là của quý vô giá của dân tộc, của nhà nước. Ngày nay, rất nhiều người cao tuổi đã trở thành hạt nhân cho các phong trào, là nòng cốt trong các tổ hòa giải, là chỗ dựa tinh thần không chỉ cho gia đình mà cho làng xóm, cộng đồng. Nhiều già làng, trưởng bản đã trở thành lực lượng không thể thiếu bên cạnh cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo và tổ chức các phong trào ở cơ sở. Ngày 5 tháng 6, Trường Đại học Hồng Đức đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế năm học 2018-2019. Cho năm học 2018-2019, hoạt động khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế của nhà trường tiếp tục có bước phát triển. Số lượng, chất lượng các đề tài, dự án khoa học và công nghệ các cấp tăng lên. Trong đó, các công trình nghiên cứu ngày càng có chất lượng, gắn với địa chỉ ứng dụng cụ thể và giải quyết các vấn đề đặt ra tại các địa phương, các đơn vị, doanh nghiệp. Ngoài 78 nhiệm vụ chuyển tiếp từ năm học 2017-2018, nhà trường đã phê duyệt mới 62 đề tài dự án. Nguồn thu cho các hoạt động nghiên cứu khoa học ước đạt 12 tỷ đồng. Đặc biệt, các hoạt động khoa học công nghệ đã cung cấp luận chứng khoa học cho việc xây dựng các chính sách, chương trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Về hợp tác quốc tế, nhà trường đã ký mới 3 biên bản ghi nhớ đào tạo và nghiên cứu khoa học, trao đổi giảng viên, sinh viên, phối hợp tổ chức hội nghị, hội thảo, trao đổi thông tin, tài liệu nghiên cứu với các trường đại học quốc tế. Trong năm học 2019-2020, Trường Đại học Hồng Đức tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế, phấn đấu có từ 2 đến 3 nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia, 4 đến 5 đề tài cấp bộ và 8 đến 10 nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh, đồng thời tăng cường số lượng và chất lượng các nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở. Nhân dịp này, Trường Đại học Hồng Đức đã tặng giấy khen cho 5 tập thể và 30 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế năm học 2018-2019. Nhằm giảm chi phí logistics, hỗ trợ các ngành công nghiệp, thương mại, dịch vụ khác của tỉnh phát triển, tỉnh Thanh Hóa đã từng bước xây dựng hệ thống cảng biển nước sâu tương xứng với tiềm năng và lợi thế và sự phát triển của tỉnh. Đặc biệt, việc đưa tuyến vận tải quốc tế bằng container đi vào hoạt động đã tạo bước đột phá trong phát triển dịch vụ logistics, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu qua cảng. Mỗi tháng, công ty cổ phần nhựa OPEC xuất khẩu 1.000 container hạt nhựa cho các doanh nghiệp trong nước ra nước ngoài. Để xuất khẩu hạt nhựa từ nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn, công ty phải vận chuyển hàng ra cảng Hải Phòng. Nay, tuyến tàu container qua cảng Nghi Sơn đi vào hoạt động đã tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong hoạt động xuất khẩu hàng hóa qua cảng. Trước đây thì chúng tôi cũng đã và đang xuất khẩu tại cảng Hải Phòng. Thì cảng quốc tế Nghi Sơn mở ra thì chúng tôi cũng có thêm sự lựa chọn và cũng giúp cho chúng tôi là cái tiến độ giao hàng tốt hơn. Cộng với cả cái quãng đường di chuyển nó ngắn. Thì việc giúp cho chúng tôi hạn chế được cái rách vỡ và cái rủi ro mà hàng bị rớt tàu trong quá trình vận chuyển. Sau 4 chuyến cập cảng, tuyến container qua cảng Nghi Sơn đã vận chuyển được hơn 2.200 container hàng hóa của 19 doanh nghiệp qua cảng, trong đó có 5 doanh nghiệp Thanh Hóa, còn lại là doanh nghiệp của các tỉnh lân cận. Hàng hóa qua cảng chủ yếu là hạt nhựa, đá trắng, đá ốp lát, sản phẩm may mặc, giày da đến Trung Quốc, Hồng Kông và các nước châu Âu. Tuy nhiên, với một tỉnh có hơn 130 doanh nghiệp tham gia sản xuất hàng xuất khẩu, với hơn 50 loại sản phẩm xuất khẩu đến 46 thị trường, thì việc mới có 5 doanh nghiệp tham gia xuất khẩu hàng hóa bằng container qua cảng Nghi Sơn là còn khá ít. Vừa qua thì tỉnh Thanh Hóa có giao cho Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa là chủ trì cùng phối hợp với các đơn vị liên quan để tổ chức một cái hội nghị
xúc tiến về logistics và đồng thời là kết nối cung cầu giữa xuất khẩu với các cái đơn vị quốc tế. Tôi nghĩ rằng thì các cái đơn vị có liên quan phải phối hợp chặt chẽ với nhau để chúng ta có một cái ekip cho nó thật tốt để làm sao đó mà tiết kiệm được các cái chi phí cho doanh nghiệp. Thì đồng thời thì doanh nghiệp sẽ đến Nghi Sơn để thực hiện các cái thủ tục liên quan đến xuất khẩu. Việc mở tuyến tàu container qua cảng Nghi Sơn không chỉ giảm chi phí vận chuyển cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu của tỉnh Thanh Hóa, mà còn thu hút được khoảng 12.000 container của các doanh nghiệp ở Hà Tĩnh, Nghệ An, Ninh Bình qua cảng mỗi năm. Theo tính toán của Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Nghi Sơn, sau khi tuyến container đi vào hoạt động ổn định, dự kiến hàng năm tỉnh sẽ thu thuế xuất nhập khẩu tăng khoảng từ 1.500 đến 2.000 tỷ đồng. Ngoài ra, việc tiết kiệm 45-50% chi phí vận chuyển hàng hóa của các doanh nghiệp Thanh Hóa cũng làm cho thu nộp ngân sách nội địa tăng cao, giải quyết thêm việc làm cho người lao động địa phương, giảm tải phương tiện vận tải đường bộ, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi thu hút nhiều doanh nghiệp đầu tư vào khu kinh tế Nghi Sơn và các vùng lân cận. Thưa quý vị và các bạn, nhằm hỗ trợ người nuôi tôm chuyển từ nuôi quảng canh sang bán thâm canh, tháng 12 năm 2017, dự án xây dựng trạm biến áp đường dây trung thế hạ thế cho vùng nuôi xã Hoàng Phong, huyện Hoàng Hóa được hoàn thành sau một năm thi công. Tuy nhiên đến nay, công trình này vẫn chưa được đưa vào sử dụng. Theo ông Lê Đức Thọ, Chủ tịch Ủy ban dân xã Hoàng Phong, huyện Hoàng Hóa, nhu cầu chuyển đổi từ quảng canh sang bán thâm canh của người nuôi tôm xã Hoàng Phong là rất lớn. Nhưng hiện nay vẫn chưa làm được do không có điện lưới. Hình thức nuôi vẫn là quảng canh với độ rủi ro cao. Muốn nuôi nhưng mà vì không có điện, không có máy móc đầu tư vào thì chắc là không thể nuôi được. Cho nên hiện nay công tác nuôi trồng hải sản là một cực kỳ khó khăn. Và không những ở Hoàng Phong mà tất cả các xã. Cái môi trường nước của chúng ta chưa quản lý được tốt. Thứ hai đó là cái khâu dịch bệnh của trong nuôi trồng hải sản là quản lý chất lượng rất là kém. Gia đình ông Trương Văn Vượng là một trong số ít hộ gia đình vùng nuôi trồng thủy sản xã Hoàng Phong đầu tư máy nổ để nuôi tôm. Do chi phí vận hành tương đối lớn, máy này chỉ đủ để chạy hệ thống sục ký cho mấy ô tôm giống. Hơn 1 hecta đồng tôm còn lại vẫn phải nuôi quảng canh. Có điện thì tôi còn như tôi hoặc mọi gia đình còn mở rộng thêm ra nữa. Chứ còn giờ chưa có điện thì chạy máy này chi phí cao quá cho nên không dám mở rộng ra nữa. Dân rất chi là đang trông chờ vào điện để mà quy hoạch đồng để mà làm công nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, một chiếc máy nổ này, một tháng, hết khoảng độ 10 triệu tiền dầu. Nhưng những người nuôi tôm ở Hoàng Phong chia sẻ, nếu như có điện thì chi phí nó chỉ khoảng từ 3 đến 4 triệu đồng một tháng. Một nghịch lý đã tồn tại gần một năm nay ở Hoàng Phong, đó là hạ tầng điện đã được đầu tư gần 8 tỷ đồng, gồm trạm biến áp, đường dây nhưng vẫn chưa thể đưa vào sử dụng được. Và những người nuôi tôm ở Hoàng Phong, dù có muốn cải tiến kỹ thuật nuôi bằng cách bán thâm canh, nhưng vẫn không thể thực hiện được do không có điện. Với mục tiêu đưa nguồn điện lưới quốc gia phục vụ nuôi trồng thủy sản, tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển đổi hình thức nuôi từ quảng canh sang bán thâm canh để tăng năng suất. Tháng 12 năm 2016, tiểu dự án xây dựng trạm biến áp đường dây trung thế hạ thế cho vùng nuôi xã Hoàng Phong, huyện Hoàng Hóa thuộc dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững tỉnh Thanh Hóa. Vốn vay Ngân hàng Thế giới VKB được khởi công xây dựng, gồm 2 trạm biến áp, mỗi trạm có công suất 160 kV/A, hơn 8,6 km đường dây trung và hạ thế. Tháng 12 năm 2017, dự án hoàn thành việc thi công, đồng thời Ban Quản lý Dự án Nguồn lợi Ven biển vì sự phát triển bền vững tỉnh Thanh Hóa và Công ty Điện lực Thanh Hóa tiến hành các thủ tục bàn giao tài sản để đưa công trình vào sử dụng. Nhưng đến thời điểm này, công tác bàn giao vẫn chưa hoàn tất, khiến việc đóng điện cho công trình chưa thực hiện được. Ngày 27 tháng 5, thì Địa sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thanh Hóa mới có văn bản số 1887 ngày 27 tháng 5 đề nghị Công ty Điện lực Thanh Hóa là hoàn chỉnh thủ tục bàn giao để đưa công trình vào sử dụng. Và chúng tôi đang hoàn thiện cái thủ tục bàn giao đó để tiếp nhận về và sẽ đáp ứng được cái nhu cầu mà mua điện của nhân dân phục vụ nuôi tôm trên khu vực Hoàng Phong, Hoàng Châu. Lãnh đạo Ủy ban dân xã Hoàng Phong, huyện Hoàng Hóa cho biết, xã Hoàng Phong có hơn 300 hectare đồng tôm và gần 160 hộ nuôi trồng thủy sản. Trong đó hàng chục hộ đang có nhu cầu cải tạo đồng nuôi, chuyển sang hình thức nuôi tôm công nghiệp. Nhưng tất cả vẫn đang phải chờ việc đóng điện mới có thể tính đến các bước sản xuất tiếp theo. Trong khi đó, công trình đã hoàn thiện hơn một năm nay mà vẫn chưa thể đưa vào sử dụng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.